chào Trân với lại bà con ở đây. Đó thì em là tên là Sinh, có một kênh thiện nguyện ở trên YouTube tên là GoFood. Thì một cái gọi là cái chú đi, chú Sơn ở bên Bình Lại, ở bên Bình Thạnh đó. Dạ. Thì có theo dõi trên kênh của em và có giới thiệu qua cho Trân đây. Nó thì nhờ Trân chụp về cái hình ảnh cũng như là cái thông tin của cái khu trọ của mình để gửi qua trên kênh, và đặc biệt là trên kênh của anh đó, là trong cái mùa dịch này đến từng khu trọ để mà hỗ trợ đến cho bà con thay mặt mạnh thường quân nha, tặng những cái món quà. Thì Trân cho anh hỏi là hiện tại bà con ở đây là tổng cộng là bao nhiêu phòng? Dạ hiện tại tổng cộng là 14 phòng. Có ai là đi làm không em? Dạ không có đi làm, tất cả là đều thất nghiệp hơn 3 tháng mấy. Lý do trước dịch đó là bị nhiễm bệnh, có ca nhiễm rồi phong tỏa. Hết phong tỏa thì chỉ thị tới tấp, hiện tại là tới giờ luôn. Cái việc mà ăn uống, sinh hoạt với lại đặc biệt là đóng tiền nhà trọ thì như thế nào? Dạ trọ là tổng cộng là 1,7 triệu là tiền nhà, mà chỉ giảm được chỉ 500 thôi là còn được 1,2 triệu. À, là giảm là giảm? Giảm 500 thôi anh. À, hiện tại là đang gọi là đang gói ghém rồi đang tiết kiệm các thứ. Dạ ha. Đúng rồi. Rồi anh như thế này ha, thì thay mặt mạnh thường quân ở trên kênh của anh xin phép gửi các món quà đến cho bà con ở đây nha. Nhờ Trân đại diện cho cái khu trọ dẫn anh với mọi người tới từng phòng để xem cái cuộc sống của bà con như thế nào, từng phòng từng gia đình nha. Trước mắt là anh xin phép anh gửi cái món quà của mạnh thường quân đến cho bà con ở khu trọ mình. Anh xin phép anh đọc tên và cái khoản tiền mà mạnh thường quân hỗ trợ cho cái khu trọ của mình. Em xin phép đọc luôn nha mấy anh chị. Dạ. Thứ nhất là của anh Bùi Đình Nai ở Seattle, Mỹ là 2 triệu. Thứ hai là của chị Nguyệt Võ ở Mỹ là 3 triệu. Thứ ba là của anh Khương Nguyễn ở Canada là 2 triệu. Thứ tư là của cô Bành Khánh Linh ở Mỹ, chú Bành Trí An ở Luxembourg thì hai người này là 3 triệu. Thứ năm là của cô Thiên Hồng Hiệp ở Bình Thạnh là 2 triệu. Thứ sáu là của anh Đức Thịnh, anh Việt Khang, cô Mỹ Dung thì ba người này ở Houston, Texas, Mỹ là 3 triệu. Thứ bảy là của chị Huyền Cao ở Cali, Mỹ là 2 triệu. Thứ tám là của chị Châu Ngọc Bình ở Úc là 2 triệu. Thứ chín là của ông bà Ái Đa ở Atlanta, Mỹ là 2 triệu. Thì tổng cộng cái danh sách mà anh vừa đọc là 21 triệu. Thì anh gửi đến là 14 phòng, là mỗi phòng là mạnh thường quân gửi đến cho mỗi phòng là 1 triệu rưỡi ha. Còn riêng về cái phần lập xưởng này đó, là mỗi phòng thì sẽ được nửa ký lập xưởng. Cái này là của chị Tường Vân ở Bình Dương, là tặng riêng cho dãy phòng trọ 14 phòng của mình, 7 ký lập xưởng 1,4 triệu. Cái phần 2 đô này á là của anh Bùi Đình Nai ở Seattle, Mỹ. Ảnh gửi cho em rất là nhiều tờ tiền, thì ảnh dặn là tặng cho mỗi phòng một tờ 2 đô lấy cái sự may mắn ha. Dạ. Còn riêng Trân á thì em đếm lại giùm anh là coi đủ 21 triệu hay không nha. Dạ. Đếm giùm anh. Cảm ơn. Em đếm để đây nè nha. Đó. Dạ đủ. Đủ ha. Dạ. Rồi đếm giùm anh cái này là 14 tờ 2 đô giùm anh luôn. Dạ đủ. Đủ ha. Em đến từng phòng á, xong em gửi 1 triệu với tờ 2 đô với lại nửa ký lập xưởng. Dạ. Thì em cứ nói là mạnh thường quân trong và ngoài nước tặng cho bà con, với lại là em giới thiệu cho anh cái phòng á, mỗi phòng ví dụ như là hoàn cảnh của gia đình đó như thế nào ha. Dạ. Ví dụ như hai vợ chồng có mấy đứa con, công việc là gì, rồi thất nghiệp bao lâu, rồi như thế nào ha. Đó thì chắc thấy bà con đây cũng mừng ha, rồi em cũng mừng lây cho bà con nha. Thôi chúc sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Rồi bắt đầu từ phòng số 1 đi Trân, nhờ em giới thiệu giùm ha. Dạ, chú Lê Văn Hùng. Hiện tại là chú ở nhà là có cháu nhỏ mới sanh. Dạ. Là chú hiện tại là ở nhà giữ cháu thôi, nên không có công việc ổn định. Rồi, em cứ nói là mạnh thường quân trong cái và ngoài nước. Mạnh thường quân trong và ngoài nước gửi tặng chú.
Dạ, dưới bên trong xưởng nè chú. Bên trong xưởng. Dạ. Rồi con đi nha. Dạ. Rồi qua phòng thứ hai đi Trăng. Mình đi qua tra qua phải xong rồi qua trái ngược lại. Tới chị gái này. Dạ, chị gái này là Trần Thị Thủy, chị là phụ hồ. Phụ hồ hả chị? Dạ. Đi nghe cha làm công trình đó. Bao lâu rồi? Chị làm bao lâu rồi? Từ Tết tới giờ. Lúc trước hồi lúc trước Tết thì là công ty nó giải thể nghỉ rồi. Em làm từ Tết. Chị làm với cái sức khỏe của chị làm công việc của đàn ông như vậy được như, cũng gắng làm chứ đâu có không được. Dạ. Thôi em gửi nha. Dạ dạ em cảm ơn anh. Em dạ. Cùng rồi. Rồi. Gửi giùm em nửa ký ha. Dạ. Rồi. Cảm ơn anh nha. Rồi. Tới phòng này. Đó. Tới phòng. Chú kìa. Rồi, em giới thiệu giùm anh luôn. Dạ anh này là anh Lăng thấy không? Hiện tại là anh có vợ với con nhỏ. Nhưng mà lý do là thất nghiệp là do dịch, ảnh làm nhà hàng. Ừ. Hình như nhà hàng là bị nghỉ đầu tiên á. Dạ dạ, là bị nặng nề nhất luôn á. Dạ. Dạ. Em gửi nha. Dạ, cảm ơn chú đi con. Em chú. Cảm ơn mua chú. Sữa, mua sữa. Chú. Dạ. Cho em hỏi anh cái nha. Dạ. À, ví dụ như với 1,5 triệu này đó thì anh sẽ sử dụng như thế nào? Em sẽ mua sữa với mua cháo cho nó là thôi muốn hết 1 triệu rồi. Vậy đó hả? Dạ. Còn ừ. 500 chắc hết luôn. Hết luôn. Nhưng mà có rồi hơn không ha anh. Dạ rồi. Thôi em đi nha. Dạ, cảm ơn. Tới phòng này. Rồi em giới thiệu giùm anh nha. Chị này là chị Mai. Dạ. Là chị nghề nghiệp là bán ngoài chợ. Dạ. Cũng thất nghiệp như vậy luôn đó ha. Cũng thất nghiệp. Dạ. Em gửi nha chị Mai. Rồi, cảm ơn mạnh thường quân. Mấy cháu? Ba đứa. Ba đứa, một đứa người quê, còn hai đứa ở đây. Dạ, em gửi ha. Dạ, cảm ơn nha. Chào chú nha. Chú tên gì? Thanh. Đây là chú Thanh. Dạ. Chú Thanh là công nhân. Dạ. Nhưng mà chú cũng thất nghiệp cũng 3 tháng mấy. Dạ. Đây là số tiền của mạnh thường quân trong và ngoài nước gửi đến chú. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Mình là quân nhiều. Dạ. Chú thợ điện hả? Dạ. Mà thất nghiệp 3 tháng rồi. Dạ. Con thấy ở trong nhà mình là phụ lớn khổ đi nào anh? Con nằm, con không có đi được luôn, nằm chỗ luôn. Dạ, mẹ ruột của chú đó hả? Hay mẹ vợ? Cô hả? Dạ, cô vợ. Đó gì đó. Thôi con đi nghe chú, để cho chú sửa ha. Rồi. Con đi, chúc may mắn nha. Đây là chú Hiền. Dạ. Thì xe rác công nghệ. Qua tới đầu tháng 10 này chạy được lại chưa chú? Cũng chưa được. Tại vì nó vẫn còn nhiều cái là giấy tờ bất cập ha. Mình cũng phải theo cái 5K. Chú chở khách hay là chú giao hàng? Đó là mình chạy khách và cả giao hàng luôn. Dạ. Con nhìn cái gạch này con nhớ. Tại vì hôm bữa là Trân có chụp cái phòng này, có gửi cho con này, con nhớ cái gạch. Dạ. Thôi con gửi cho chú món quà nho nhỏ từ Mạnh Thường Quân nha. Dạ. Để vượt qua cái khó khăn. Dạ, thôi chú cũng xin là cảm ơn, trước tiên cảm ơn Mạnh Thường Quân và sau cũng cảm ơn con và người cũng đã nhận những cái tiền của Mạnh Thường Quân đi trợ giúp cho những cái đồng bào trong lúc mà gặp mùa dịch Covid-19 khó khăn. Dạ. À, chúc Mạnh Thường Quân làm ăn phát đạt, con mạnh khỏe làm ăn phát đạt. Dạ, thôi con chào chú nha. Nhiều. Dạ, chào chú. Dạ. Tới phòng đây. Đây con. Đây con có ai? Con có anh này hả? Xin Đức ạ. Đây là anh Đức. Anh Đức là hai vợ chồng là công nhân. Thất nghiệp bao lâu rồi anh Đức? Dạ 3-4 tháng nay rồi ạ. Rồi xây sở như thế nào trong khi có con nhỏ nữa? Dạ kiểu em nhờ gia đình hỗ trợ ít gửi thêm đồ ăn xuống. Anh quê ở đâu? Dạ, em ở đây nhưng mà ba mẹ ở dưới Môn. Có môn rồi hai bác gửi đồ ăn với lại là tiền nông rồi xuống phụ mình. Dạ. Dạ. Thôi chúc may mắn nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Đây là chú Khả. Dạ. Chú là bảo vệ. Thôi hồ bảo vệ thì giúp việc nhỏ con bán quán rồi nhỏ đó giúp việc có 4 người trong gia đình. Thất nghiệp 4 người. 4 tháng này luôn. Đáng lẽ trước kia là mấy người là lao động? 4 người hết. 4 người là làm kinh tế được ha. Được. Bây giờ thất nghiệp vậy đó. Bây giờ tháng rồi là không có tiền trả phòng trọ luôn. Yeah. Hai vợ chồng bệnh tiểu đường hết trơn luôn. Dùng thuốc uống không thuốc ở đây nhà con cháu rồi cho là ăn nhận đầu. Dạ. Yeah. Bị lâu tiểu đường lâu chưa chú? Chú 6 năm rồi, vợ chú 20 năm rồi. Dạ. Yeah. Gỗ thuốc nè. Thì mua thuốc uống xong. Yeah. Cái này là Mạnh Thường Quân
trong và ngoài nước gửi đến chú. Rồi, dạ. Cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Với lại nửa ký lập xưởng nha. Rồi, chúc may mắn nha chú. Rồi. Dạ. Tới phòng có em nhỏ đây. Dạ. Chị này là Tinh Khanh. Vợ chồng là công nhân. Công nhân. Dạ. Dạ. Mấy cháu rồi em? Dạ, em có một bé nữa. Một cháu ha. Dạ. Uống sữa nè, uống sữa tốn tiền sữa. Thành quân trong ngoài nước gửi chị. Dạ. À, mua sữa cho cháu ha. Dạ. Với lại nửa ký lập xưởng nha. Rồi, thôi em đi nha. Con này là cô Nghĩa. Cô bị tai biến. Tai biến. Dạ. Cô có con. Rồi. Em nhận giùm nha. Rồi cô mừng kìa. Cảm ơn chưa? Cảm ơn các cậu. Thôi con đi nha. Rồi cảm mừng. Ơn chúa. Rồi. Em đi trước đi, anh đi trước nha. Anh đi trước. Cảm ơn chúa. Rồi. Tới chị gái này. Chị gái này là làm công ty. Công ty. Rồi, có hai vợ chồng. Dạ. Này là Mạnh Thường Quân trong ngoài nước gửi đến chị. Dạ, cảm ơn. Dạ, em gửi nha chị gái. Dạ rồi, em cảm ơn. Thất nghiệp bao lâu rồi chị? Dạ, 4 tháng rồi. 4 tháng. Rồi có nợ lại chủ nhà không? Hay là sao? Có ha. Chủ nhà ở đây có bớt không? Dạ, có bớt tiền. Dạ. Nhưng mà vẫn chưa trả được. Vẫn chưa trả được, thôi mai mốt rồi hết dịch rồi đi làm từ từ trả lại ha. Dạ rồi. Dạ, em đi nha. Dạ rồi. Dạ. Rồi mình bắt đầu mình trả lại dãy trên rồi bên cánh phải lại. Chuẩn bị mưa. Còn mấy phòng đây. Đó. Dạ rồi. Chị này là chị Loan, lao động tự do, là chị thiêu mai giá lên. Nhưng mà dịch rồi ngắt hàng ngang cũng không có hàng để làm. Cái này là Mạnh Thường Quân trong ngoài nước đến của em. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh. Công việc trước kia của mình có ổn định không chị gái? Cũng có, mà từ đợt dịch về em ở không. Mấy tháng mai. Chị làm đồ của... Em làm hàng tự do ở nhà, mấy cái cườm đó, áo dài đó. Dạ. Yeah. Dạ, áo dài bán chợ á. Mấy cháu rồi? Em được hai đứa, đứa này, đứa bé kia. À, hai cháu đang đi học luôn hả? À, không, bé thằng này đi học, còn bé kia đi làm. Dạ. Yeah. Thôi em đi nha, chúc may mắn nha. Rồi, em cảm ơn anh nha. Tới phòng của chị đây. Ủa, phòng em phòng nào? Đó đó. Ở phòng đó hả? À, hai chồng. À. À, chị này là chị Kiều, làm vợ chồng là công nhân lao động. Dạ. Quê của chị Kiều ở đâu vậy chị? Em ở Cần Thơ. Cần Thơ, về không kịp hả chị? Về quê không kịp hả? Dạ. À, với 1,5 triệu này thì chị sử dụng như thế nào? Dạ, 1,5 triệu này thì em cũng để dành lại phụ đóng tiền nhà. Với mua đồ ăn cho con cái. Dạ. Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân và mấy anh luôn. Dạ, dạ. Em cảm ơn chị ha. Dạ. À, phòng cuối cùng ha Trân ha. Dạ. À, anh trai này là Tinh Trầm. Dạ. Anh làm là thợ hồ. Dạ. Nhà có anh em, có một người bị bệnh. Dạ. Là ba anh em đang ở chung một phòng luôn hả? Dạ đúng rồi. Một người là bệnh gì anh trai? À, bệnh khó nói ha. Bệnh khó nói ha. Dạ. À, thôi em đại diện cho Mạnh Thường Quân gửi cho mấy anh em ha. Dạ. Ví dụ như là cái dãy này với lại dãy trước là nó đồng giá luôn hay là dạ, nó đồng giá luôn nhưng mà có chưa sửa với lại sửa rồi thôi. Dạ. Còn cái diện tích là nó cũng giống nhau dạ, đúng không anh? Dạ dạ. À. Như cái phòng đây là cái phòng này chắc là tầm khoảng 20 mét không chú? 20 mét vuông hả? Ờ, 20 mét vuông ha. Chắc cũng cả đó ha chú. Bên này 3 tấc nè. À, bề ngang này là 6 mét nè. 6 x 5 30 chứ? 30 mét. 4 người ở. Không tới 30 mét. Khoảng trên 25 mét ha. Khoảng 25 mét. Dạ. Khổ, tháng này khổ cũng chết luôn. Dạ. Ở đây thấy gạch kiểu mà gạch gạch kêu ở ngoài đường kêu gạch giá rẻ đó, mua rồi đắp vô. Nó bỏ gạch đúng rồi. Phủ, bỏ rồi vô. Rẻ hay gì đó. Chủ ở gần đây không? Chủ bên đây luôn hả? Dạ. Ở đây mà không tiện nhỏ cháu này thấy nó cho mượn tiền mua thuốc rồi uống. Mưa mấy đứa mưa ngập anh. Mưa ngập hả? Dạ. Mưa ngập. Không, ủa đúng ra ở đây nó phải có khoảng hai cái cống lớn á. Hai cái cống. Không ở đây là cái hố nè. Đây là cái hố ga, mấy cái hố ga, mấy cái cống nè. Nhưng mà đúng ra
là phải có hai cái cống để nó thoát xuống lẹ. Con chú đại diện xuống chợ này cảm ơn rất nhiều của Mạnh Thường Quân với con ha. Chú vui không? Vui lắm. Vui à. Đang khổ về trong nhà còn có 200 mấy rồi. Tiền nó cứ đồ không được, cứ hỏi hoài. Không, không được. Ngày nào đi ra đi vô cũng hỏi em hết á. Hỏi hả? Hỏi em. À. Vậy đó. Đông rồi phải mình ăn cái gì đâu cũng được, còn nhặt có bệnh chứ đâu có được. Thuốc uống thuốc. Đúng rồi. Chú uống ngày mấy chục ngàn á. Tiểu đường thuốc hoài liên miên. Thuốc luôn. Lúc chưa dịch đó thì có đi khám bảo hiểm được, rồi dịch tới giờ là mua ngoài không. À, trước khi mà chia tay ở đây á, thì cũng nghe cái cô này cũng nói là quá mừng khi mà nhận được cái khoản tiền đó, thôi thì để mình sử dụng trong cái mùa dịch này ha, rồi qua dịch thì mình cố gắng đó. Thì thôi nha, đại diện khu trọ, em là người đại diện đi, em đại diện tất cả mọi người ở đây là cảm ơn anh. Cảm ơn người đã giúp cho tiền đem lại, nói chung là món quà. Thôi vậy ha, thôi cũng thay mặt người xem với lại Mạnh Thường Quân ở trên kênh chúc cho bà con ở đây được nhiều sức khỏe, được bình an trong cuộc sống ha. Chủ yếu là sức khỏe đi rồi tiền mình kiếm sau ha. Rồi, cảm ơn anh kết thúc clip ở đây nha. Rồi.